Man City đã kết thúc chuyến thi đấu hè của mình sau 3 trận đấu tại Nhật Bản và Hàn Quốc trước Yokohama Marinos, Bayern Munich, Atletico Madrid. Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ trở về Anh để sạc lại pin trước khi bước vào trận siêu cúp nước Anh với Arsenal vào cuối tuần này. Pháo thủ chắc chắn sẽ làm tất cả để giành được thắng lợi, bởi họ luôn coi Man City là một ngọn núi phải vượt qua cho bằng được. Thế nên, nhà đương kim vô địch Champions League cũng phải tiếp đón thầy trò Arteta cho chu đáo. Trái ngược với kỳ vọng chuyển nhượng gõ mõ khua chiêng của Arsenal, thì Man City lại mang đến sự trầm tĩnh đến kỳ lạ. Ở phiên chợ hè 2023, Man City mới chính thức chiêu mộ tiền vệ Mateo Kovacic từ Chelsea, cùng với đó là chia tay hai cầu thủ Riyad Mahrez và Ilkay Gundogan. Nhiều nguồn tin khẳng định Josko Gvardiol sẽ cập bến vào thời gian tới, nhưng chắc chắn là anh cũng chưa thể sớm ra mắt toàn đội. Thế nên dù vẫn tự tin vào sức mạnh của Man City, nhưng các cổ động viên của đội bóng này vẫn đôi phần lo lắng. Đáng chú ý, cái tên được cho rằng sẽ rời Etihad đầu tiên ngay ở kỳ chuyển nhượng hè là João Cancelo, hiện vẫn ở lại câu lạc bộ và vừa có mặt trong chuyến thi đấu cùng toàn đội. Sau những mâu thuẫn khá lớn với Pep Guardiola ở mùa giải trước, dẫn đến việc phải chuyển đến Bayern Munich, nhiều người cho rằng Cancelo gần như không còn cơ hội tại Etihad. Trong thời gian thi đấu cho Bayern Munich dưới dạng cho mượn, Cancelo chưa gây được ấn tượng đủ tốt để hùm xám quyết định mùa đứt. Họ trả anh lại Man City, nơi mà Pep Guardiola cũng chẳng còn mặn mà với anh. Vì thế, viễn cảnh hậu vệ người Bồ Đào Nha bơ vơ lạc lõng ở mùa giải mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Quả là sự thật trớ trêu. Mới chỉ đầu mùa giải trước, Cancelo còn được xem là hậu vệ trái hàng đầu thế giới. Xét về chuyên môn, đội bóng nào mua được Cancelo lúc này cũng sẽ sở hữu một cầu thủ có tầm ảnh hưởng cực lớn lên mặt trận tấn công. Ở đợt giao hữu hè vừa qua, khá bất ngờ là hậu vệ này đều được ra sân ở cả 3 trận đấu và có màn trình diễn rất ấn tượng. Một kiến tạo cùng với đó là những màn lên công về thủ tới từ Cancelo, nó cho thấy đẳng cấp của số 7 lớn đến đâu. Giờ đây người ta lại nghĩ về viễn cảnh Pep Guardiola sẽ tha thứ cho cậu trò của mình sau những mâu thuẫn đã xảy ra. Do Cancelo thực sự lột xác kể từ khi chuyển tới Manchester City từ Juventus, trở thành một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới, cùng với đó là những kỹ năng chuyền bóng thượng hạng. Anh chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong giai đoạn 2019 đến 2022 của đội xanh từ Manchester, khi có được hai danh hiệu ngoại Anh, một cúp FA, một siêu cúp nước Anh và Á quân Champions League. Hàng tiền vệ hiện tại của Man City đang không quá dày như ở mùa giải trước khi Mahrez cùng Gundogan đã ra đi. Với bộ kỹ năng công thủ của mình, João Cancelo hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí tiền đạo cánh phải như trận đấu với Bayern Munich vừa qua. Điều này sẽ tận dụng tối đa việc Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Erling Haaland xâm nhập vòng cấm. Những Zohat, Yaya Toure, Ibrahimovic trước đây đều đã phải chịu sự xuống tay đến từ Pep Guardiola và sẽ không bất ngờ nếu João Cancelo sẽ phải chung số phận với những cái tên này. Dù vậy, nếu số 7 của Man City có những lời thành khẩn với người thầy của mình, tương lai của anh tại Etihad là vẫn còn. Nếu kịch bản ấy xảy ra, các cổ động viên Man City sẽ vô cùng hạnh phúc. Họ vẫn luôn trân trọng tài năng của Cancelo và mong anh tiếp tục gắn bó với toàn đội. Mặc dù vậy, với những biến động mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, thì tương lai của Cancelo có lẽ không phải là nước Anh. Theo Fabrizio Romano, Barca và Cancelo đã đạt thỏa thuận cá nhân về một bản hợp đồng. Xavi đang đốc thúc ban lãnh đạo Barca hoàn thành sớm thương vụ Cancelo. Quá trình đàm phán giữa Barca và Cancelo coi như đã được thực hiện. Giờ đây, Blaugrana đang làm việc với Man City để thống nhất về hình thức chuyển nhượng. Phía Man City được cho là sẽ dễ dàng chấp thuận lời đề nghị từ phía Blaugrana. Nhưng Barca vẫn đối diện với vấn đề quan trọng của thương vụ Cancelo. Theo đó, đội bóng xứ Catalan phải nhờ PSG mua Dembele thì mới có tiền mua Cancelo. Barca dự kiến sẽ thu về 50 triệu euro từ Dembele và chừng nào PSG hoàn thành tất vượt chiêu mộ cầu thủ này, Barca mới đủ tiền mua Cancelo. Barca đang nỗ lực để có thể hoàn tất việc chiêu mộ Cancelo trong tuần này. Trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Xavi cũng chào đón một cầu thủ khác từ Man City là Ilkay Gundogan dưới dạng chuyển nhượng tự do. Việc Barca chiêu mộ Cancelo được xem là cực kỳ cần thiết trong bối cảnh cánh phải đang suy yếu vì mất Dembele. Ngoài ra, Sergio Ramos đang bị chỉ trích rất nhiều vì những màn trình diễn tồi tệ ở vị trí hậu vệ phải. Ở bên cánh đối diện, sự ra đi của hậu vệ kỳ cựu Jordi Alba hứa hẹn cũng sẽ khiến khả năng tấn công suy yếu. Với một người đã tốt cả hai cánh, trái lẫn phải như Cancelo, thì Barca sẽ giải quyết khá vấn đề. Cầu thủ người Bồ Đào Nha mới chỉ 29 tuổi, đủ sức đá đỉnh cao thêm 4 năm nữa. Trước đây, Barca từng hỏi mượn Cancelo, song chính Pep Guardiola đã can thiệp vào vụ này. Thông tin đã được xác nhận bởi huấn luyện viên Xavi Hernandez như sau. Chúng tôi muốn có Cancelo, cậu ấy được mời chào với chúng tôi và chúng tôi đồng ý. Sau cùng thì họ nói với chúng tôi rằng Man City không muốn Cancelo đến Barca. Đó là sự thật.
Không ai hiểu vì sao Man City và Pep làm vậy, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Thậm chí Pep khẳng định nếu Cancelo muốn đến Man United, đại kinh địch cùng thành phố, ông cũng sẽ không ngăn cản. Bởi thế, nếu Barcelona có thể thuyết phục Man City bằng một lời đề nghị hợp lý, Cancelo sẽ là của họ. Trước đó, ban lãnh đạo Man City muốn thu về ít nhất 64 triệu bảng nếu buộc phải bán Cancelo. Tuy nhiên, tờ Daily Mail chia sẻ, nửa xanh thành Manchester sẵn sàng hạ giá yêu cầu cho Cancelo vào mùa này xuống còn 34 triệu bảng trong bối cảnh nhận được sự quan tâm từ Barca. Cũng may cho Barca là họ gần như một mình một ngựa ở thương vụ này. Ban đầu huấn luyện viên Mikel Arteta cũng muốn đưa về Cancelo, song hiện tại Arsenal đã có khá nhiều cái tên có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh. Ben White, Takehiro Tomiyasu, Julian Timber, Kieran Tierney và Oleksandr Zinchenko đều sẵn sàng thi đấu. Nếu mang về Cancelo, điều này có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng thừa ở hàng hậu vệ. Chính vì thế, pháo thủ rút lui khỏi cuộc đua. Nhờ đó, Barca có thể không bị ép giá. Với Xavi, ông thèm khát mẫu hậu vệ cánh như Cancelo từ lâu. Còn nhớ ở trận đấu gặp Atletico Madrid hồi tháng 2 năm 2022, Xavi còn muốn để Dani Alves đá theo đúng phong cách của Cancelo. Trước Atletico Madrid, Xavi yêu cầu Alves phải bó vào trong trung lộ nhiều hơn. Cựu cầu thủ của Sao Paulo ở vị trí ấy có nhiệm vụ tham gia vào việc triển khai lối chơi chung và giúp Barca kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Hôm ấy, Alves đã trải qua một trận đấu thành công cho Atletico Madrid với việc vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Nó cho thấy hậu vệ sinh năm 1983 thích ứng tốt với vai trò fullback inverter mà Pep phát kiến. Hiện tại, có rất nhiều hậu vệ cánh đảm nhiệm vai trò này. Khởi đầu là David Alaba và Philipp Lahm khi hai cầu thủ này vẫn còn chơi cho Bayern Munich. Sau đó, Pep mang ngón người này tới Man City, truyền lại cho các hậu vệ cánh của mình. Ở Premier League hiện tại, ngoài các cầu thủ của Man City, còn có Oleksandr Zinchenko rất giỏi trong việc bó vào trung lộ, trở thành tiền vệ trung tâm ảo. Nhưng hiếm ai làm tốt vai trò này hơn Cancelo. Anh sở hữu rất nhiều vũ khí đáng sợ trong bộ kỹ năng của mình. Đó là những cú sút xa, tốc độ, khả năng đọc tình huống và cả những đường truyền vô cùng chất lượng ra sau lưng hàng phòng thủ đối phương. Mua được Cancelo là tín hiệu tích cực cho Barca ở mùa giải tới. Nhưng trước khi nghĩ đến việc sử dụng cầu thủ này sao cho tốt, Xavi hãy tính trước phương án để rèn con ngựa trứng Bồ Đào Nha này vào kỷ luật tại Camp Nou.